Bạn hôm nay Minh Cương gọi mẹ một bé ở tỉnh Bình Dương. Mẹ bé này ngày trước bản thân thì bị ho này, còn em bé thì là bị lở loét miệng lưỡi. Để Minh Cương hỏi để xem tình trạng sau khi dùng thuốc của mẹ bé cùng với bé hôm nay ra làm sao. Kết nối. Rồi, xin chào mẹ bé. Rồi, cho Minh Cương cảm nhận một chút về sau khi là em đã mua cái cụ thể là cái chữa lở loét miệng lưỡi cho em bé này và dùng thuốc chữa ho hen suyễn của nhà thuốc. Xin hỏi thôi hỏi bạn đi, bạn xin hỏi bạn tên là gì và hiện nay bạn đang ở đâu? Rồi. Con địa chỉ ở tổ 2 ấp Thạnh Tân, xã Vĩnh Hòa, huyện Chi Giáo, tỉnh Bình Dương. Thì xin hỏi trước đây là em bé bị tình trạng lở loét miệng lưỡi ra như thế nào? À, trước đây là em bé bị tình trạng lở loét miệng lưỡi ra làm sao? Cái này lỡ ở trong cuống họng á, rồi lỡ sưng to lắm, sưng sưng cái lưỡi sưng to lên, rồi cái môi cũng sưng to lên vậy, mà bé hả khóc khóc suốt, mà bé không có ăn cơm được, mà mỗi lần đút cháo đút muỗng cháo nào hả bé cũng la to khóc lên, mà cái khi mà rồi bé uống thuốc tây á, bé uống tây nó không có khỏi, ngày nào bé cũng khóc hết á. Cái từ khi mà mua được cái thuốc miệng của nhà thuốc thì mình không nhớ Vâng, nhà rõ, thuốc đông y Bảo Lộc Đường. Của mà có tên là Minh Cương á, à. xong rồi bé uống một ngày là tối cái bé được nói được 1-2 tiếng. Còn trong khi là trước khi đó là bé chỉ khóc với chỉ thôi, ra dấu ra hiệu thôi, mà khi uống một ngày của nhà thuốc Minh Cương đó là bé bé nói chuyện được, cái qua ngày hôm sau bé nói được nhiều, cái qua ngày thứ ba là bé chơi được, mà bây giờ thì cái vết loét đó là đã khỏi được 99% rồi, chỉ còn một vết nữa thôi, nó chỉ có lầm thôi. Xin hỏi quay lại dòng thời gian thì là bạn đã cho em đi bé đi thăm khám ở đâu chưa? Chữa trị ở đâu chưa? Không bớt Bé luôn. khóc, la mãi vậy đó. Mà khi uống của bác sĩ Minh Tương xong là bé bé không còn khóc nữa. Hiện giờ thì bé chơi được bình thường rồi, chỉ còn một vết nhỏ nữa thôi, là Thời thời bây giờ bị như vậy thì gia đình có lo lắng lắm không? Sau khi đã đi chữa ở một số nơi không khỏi. Thời đấy là em bé bị lở loét nhiều không? Mà bạn miêu tả kỹ hơn xem là ở những chỗ nào ở trong miệng. Trong là mông. với với loại ở xung quanh lưỡi, rồi dưới lưỡi, rồi trong vòng họng, là lỡ rét là để nổi mụn lên thì nó phải mủ lên luôn, với vết trắng của mủ luôn này đó, nhiều lắm.
mà sưng to lắm kìa, cái môi thì thường lừng ra luôn. Tức là lở loét ở nhiều chỗ ở trong miệng chứ không phải một chỗ. À đúng rồi, rất là nhiều chỗ luôn. Bên cạnh lưỡi có, ở dưới đáy lưỡi có bị không? Có luôn. Đáy lưỡi bị, đầu đầu lưỡi bị không? Có luôn. Ngoài Nó bị. ở đầu cũng như là dưới lưỡi đó. Rồi ngoài bị ở lưỡi thì ở trên trong khoang miệng, ở như là trong miệng là có bị không? À, ngoài bị lở loét ở lưỡi, ở trong khoang miệng có bị không? Miệng là cái mồm nhai ấy. À, bị cả cổ họng nữa. À, tức là bị nhiều chỗ. Thì là qua quá trình là em bé dùng thuốc ở nhà thuốc. Thì cái thuốc đấy bạn thì miêu tả lại nó là thuốc gì, bạn đun lên như nào, bạn nhớ. Để đóng gói trong cái túi này mà dạng là dạng bột á, Rồi. mình đun lên. Đun lên uống hoặc là uống trực tiếp đúng không? Còn loại thuốc thứ hai thì là dùng ra làm sao? Cũng là loại thuốc thô đúng không? À, thuốc thứ hai là thuốc thuốc dạng bột nhưng mà mình cho uống. Đâu, thuốc thô mà, thuốc về đun để nấu lấy nước uống ấy. À, nấu lấy nước ngậm ấy. À, cái thuốc mà các lá mình nấu lên để ngậm, còn một thứ là thuốc khô để mình uống, bột đó là để mình Rồi thế tốt rồi. À, tức là của em bé thì có hai loại thuốc thôi chứ không phải là dùng nhiều. Thứ nhất là thuốc lấu để ngậm uống này, uống thêm nếu bị lở loét nhiều này. À, thuốc thứ hai là thuốc bột uống để nó sinh cơ tiêu độc. Thì qua quá trình thời gian là em bé đến nay là hầu như là khỏi rồi đúng không? Khỏi 99% à? Còn một tí nào nữa đúng không? À, rồi một tí thì cứ lấy con thuốc cứ cho em bé ngậm nhá. Còn nó quay lại vấn đề thứ hai thì là bạn cũng thời đấy bạn bị ho hay bị làm sao? Rồi thì là bạn cũng là đặt làm nhà thuốc mua một liều thuốc chữa ho suyễn. Thì đến nay ho thời bấy giờ ho thì ho như nào? Ho có đờm không? Giờ chỉ còn gì cũng không, nhưng mà hồi trước là đau nhiều lắm, đau mà rồi mình sạc ra máu luôn á, và bây giờ thì đã hết ra máu rồi, nhưng mà cái dịch đó cũng thì còn cũng còn, nhưng nói chung thì cũng giảm đi được phần nào rồi đó. À, tức là đờm là do xoan nó xuống. Còn tình trạng ho mà ngày trước bạn bảo ho nhiều này, đôi lúc là ho có thể ra máu này. À, có ra máu đúng không? Trước đây ho có bị ra máu không? Nói chung là trước kia là có nhưng mà đã hết rồi, À. anh thì nó tái phát lại á, nhưng mà bây giờ thì uống thuốc của Minh Cương thì đã hết ho rồi. Hết ho rồi, tốt quá. Tức là bây giờ hết. Ngày trước là ho về ngày nhiều hay đêm nhiều hay lúc nào không? Ở trước đây cơ mà. Trước đây thì ho nhiều không? Ho nhiều, ho cả ngày lẫn đêm hay là lúc nào cũng, hay là lúc nào ho nhiều? Thông thường ban đêm lạnh. Thì rồi đến nay là cái ho của bạn là ổn hẳn chưa, khỏe hẳn chưa? Hết ho, chỉ có đôi lúc có dịch đờm từ xoang xuống thôi đúng không? Rồi. Bây giờ thì còn thuốc không? Còn thuốc vàng vàng của nhà thuốc gửi không? Thuốc chữa ho ấy. Còn thì uống, còn thì cứ uống nhé. Thông thường ấy, thuốc ho ở nhà thuốc thì uống tầm 3, 5 hoặc 7 hôm là khỏi rồi. Tuy nhiên là nhà thuốc bao giờ cũng gửi nhiều hơn như vậy. Tức là tương đương với khoảng trên dưới 20 hôm uống để nó giúp cho bổ phổi và nó ổn định từ bên trong nữa nhé. Cứ còn thì chịu khó đi. Thế bạn là cảm thấy thuốc ở nhà thuốc tốt hay không tốt sau khi là chữa bệnh cho bạn và em bé? Cả À. nhà cảm nhận được là thấy chỗ uống thuốc tây với lại thuốc của nhà thuốc Minh Cương thì nhà thuốc của Minh Cương là rất là tốt. À thế à? Rồi,
Nhà thuốc thì cũng chân thành và cảm ơn bạn. Thứ nhất là bạn đã tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm này. Thứ hai nữa là mua thuốc như là loét miệng lưỡi cho em bé. Đến nay là cũng gọi là tạm ổn rồi. Thứ hai nữa là đã bớt chút thời gian để cho nhà thuốc nó phỏng vấn đôi lời. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng thuốc. Có vấn đề gì thì bạn gọi trực tiếp nhà thuốc để được tư vấn thêm nhé. Số điện thoại cũng gửi theo rồi nhé. Được rồi. Thế cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều nha. Rồi, dạ, xin cảm ơn. Bạn này là bạn thứ nhất là con bị ho, thứ nhất là con bị lở loét miệng lưỡi, chữa một số nơi nhưng không ăn thua. Thứ hai nữa là bản thân bị ho thì là dùng cái sản phẩm mà chữa bệnh của nhà thuốc, đến nay thì là cũng ổn ổn cả hai mẹ con rồi, cũng đã rất là tuyệt vời. Bởi vì sản thuốc phẩm thuốc của nhà thuốc là mang lại cái giá trị cao đối với người sử dụng. Chị Hoa ở Tràng Sắn, Vĩnh Hòa, Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Chị này thì cho phép mà ghi âm thanh, cũng cho phép công bố tên và địa chỉ. Thì là trước đây chị này thứ nhất là bản thân bị ho, chữa một số thuốc không ăn thua, và đặc biệt con nhà chị thì là bị lở loét miệng lưỡi rất là nặng, đi chữa một số nơi cũng không ổn. Và sau khi biết được nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường thì chị đã đặt mua thuốc cho em bé, và đến nay Minh Cương gọi điện thì chị bảo rằng là em bé đã ổn đến 99%. Tức là trước đây thì các vết lở loét miệng lưỡi là khá là nặng. Thứ nhất là lở loét ở đáy lưỡi, bên cạnh lưỡi và ở trong họng. Nói chung là nhiều chỗ. Và gia đình cũng rất là lo lắng. Con nhà nào cũng vậy thôi, khi các cháu bị bệnh, đặc biệt là các em bé, bố mẹ rất là lo lắng. Đó cũng là cái lo lắng chung của các ông bố bà mẹ có con em bị không ai bị một cái bệnh nào đó. Thì là chị biết được nhà thuốc, chị lấy thuốc, và đến nay nhà thuốc hỏi thì chị bảo rằng là em bé thì hầu như đã ổn rồi, chỉ còn một tí ở nơi nào đó là chưa khỏi hẳn thôi, còn cơ bản là cũng đã ổn rồi. Đó là một điều rất vui. Và thứ hai nữa là chị bị ho, chị này là bản bị xoang này, nước xoang thỉnh thoảng nó chảy dịch nhầy xuống cổ họng, nó hay kích ho, và quá trình ho của chị cũng đã lâu rồi và dùng một số loại thuốc cũng không khỏi. Và đến nay khi mà chị mua của nhà thuốc cái sản phẩm chữa ho xuyễn ấy, thì chị dùng và chị cũng đã khỏi ho hẳn. Tuy nhiên là cái dịch xoang ở trên bệnh viêm xoang thì nó cứ trực chảy dịch xuống, cái đấy thì là tính nói tính riêng. Nhưng đến nay ho thì của chị thì đã khỏi rồi, chắc là ho cũng liên quan đến phổi thôi. Đặc biệt là ho do đêm, ho ở đêm nhiều thì là thông thường là phổi lạnh thì hay bị ho ở đêm và ban đêm nhiều hơn là ban ngày, bởi vì ban đêm là khí nó lạnh mà. Thì cái sản phẩm chữa lở loét miệng lưỡi của nhà thuốc ấy, đối với trẻ em thì dùng cơ bản là có hai loại thuốc chính. Thứ nhất là thuốc ngậm. Đối với bệnh nhân bị nhẹ thì là nhà thuốc chỉ cần khuyên bệnh nhân là lên ngậm thôi, ngậm và nhổ đi, ngày chỉ cần ngậm 2 lần. Còn đối với những em bé hoặc là những bệnh nhân bị lặng, bị nhiều chỗ trong mồm, ngoài việc ngậm nhổ đi, còn chính cái nước đấy là uống một lượng, mỗi ngày uống nó khoảng tầm khoảng 20ml gì đấy. Tất nhiên là thuốc bằng đông y, nam y thì uống nhiều hơn một chút hoặc uống ít hơn một chút nó vẫn có giá trị. Vì cái dòng tuy là thảo dược nhưng nó lại là giống như dạng kháng sinh tự nhiên, nó thân thiện với con người và môi trường. Bởi vì trong các cái thảo dược chữa bệnh nó cũng có một số loại là kháng sinh rất là đặc biệt, nhưng nó hoàn toàn là tự nhiên. Đối với những bệnh nhân ở gần nhà thuốc, ở khu vực gần Hà Nội hoặc là các tỉnh lân cận Hà Nội, thì nhà thuốc sẽ nấu trực tiếp cái thảo dược ngắt từ trên cây xuống. Bởi vì ngắt trên cây xuống, nấu trực tiếp thì bao giờ nó tốt hơn, 1-10, 1-9. Cái sản phẩm nấu trực tiếp thì nó tốt 10, thì cái sản phẩm thô thì nó tốt 9. Tuy nhiên là cái sản phẩm thô thì gửi đi các nơi nó tiện và dễ dàng, nó không sợ vỡ, không sợ hỏng trong quãng đường vận chuyển. Bởi vì là
Cái thuốc nước thì là vận chuyển xa thì tương đối là khó hơn là thuốc thô, và lại là trong quá trình vận chuyển thì nó có thể mất nhiều ngày, có thể chất lượng thuốc nó sẽ kém đi. Lên nhà thuốc đã đóng gói thành thảo dược thô rồi, có đầy đủ hướng dẫn sử dụng, về nhà chỉ việc lấu lên và đợi nguội lạnh, cho đóng vào chai Navi, xong cái là để vào tủ lạnh ngậm dần. Đối với trẻ em thì là có hai loại thuốc cơ bản, loại thuốc ngậm đó và thuốc uống bên trong, nó làm cho mát gan, thanh nhiệt, tiêu độc, sinh cơ. Còn đối với người lớn thì bao giờ cũng phức tạp hơn bởi vì người lớn nó có nhiều chứng bệnh để gây ra lở loét miệng lưỡi. Thì nhà thuốc sẽ có hai loại thuốc uống bên trong, cũng giúp mát gan, thanh nhiệt, tiêu độc, tiêu viêm, và nó làm tốt cho gan, ổn định gan, đồng thời là sinh cơ. Sinh cơ là làm cho các cái vết lở loét ở trong miệng nó có sâu thì nó có thể đùn lên, đầy lên và nhanh khỏi hơn. Đấy thì ngoài ra chị vừa rồi lại quay lại chuyện vừa rồi là chị cũng nói là ho của chị thì đã khỏi rồi. Cái ho thì chính ra nó là thuốc bột này đây. Thuốc bột này thì Minh Cương làm cho em bé con của nhà Minh Cương uống. Cháu uống có 2 buổi 2 thìa cà phê thì đã khỏi rồi. Tuy nhiên là Minh Cương cứ vẫn để đây bởi vì em bé nói riêng và mọi người nói chung thì mùa đông lạnh rất là hay bị ho, bởi vì phổi phế nó rất là sợ lạnh nên nó hay ho, khi ho thì lại uống lại. Tuy nhiên là trẻ con thì bao giờ nó cũng không thích uống thuốc đâu, nhiều khi bắt các cháu mới uống, chứ bình thường nó thiên kẹo nó không thích uống thuốc mấy, trẻ em mà. Thưa quý vị và các bạn, nhà thuốc Đông y Bảo Lập Đường có địa chỉ ở thôn Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Đức Hòa, thành phố Hà Nội, chứa 4 cái mảng bệnh chính. Thứ nhất là bệnh táo bón kinh niên, thứ hai bệnh lở loét hoại tử khoang miệng, thứ ba là bệnh viêm đau dây thần kinh tọa do vôi gai thoái hóa cột sống thoát vị đi đệm chèn ép, và thứ bốn là bệnh ho hen suyễn. Nếu quý vị và các bạn có những các câu hỏi là liên quan đến một trong 4 bệnh này, có thể gọi điện trực tiếp cho nhà thuốc để được tư vấn. Số điện thoại là số 0989 759 199 và một số nữa là 0813 713 713. Bệnh gì cũng vậy, chữa sớm bao giờ cũng nhanh khỏi, chữa sớm bao giờ thì nó cũng là đơn giản hơn. Bệnh gì để lâu nó càng phức tạp hơn, đồng thời là để lâu thì bệnh nó lâu khỏi thì người ta sẽ đau đớn nhiều thời gian hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi.